cũng đã bắt đầu chuẩn bị nha. Khách hàng họ đem tới cho chúng ta một cái bộ Hitachi, tủ lạnh Hitachi, thì họ nói là chúng ta là đã không chạy cái máy nén, không đóng lóc. Như vậy thì trước tiên còn muốn đóng lóc hay gì đó các bạn thử, thì bây giờ các bạn kiểm tra sơ cho thầy trước đi, kiểm tra sơ cho thầy trước coi là cộng trừ chạm chập gì hôm trước đi đã, đúng không? Mời trước khi chúng ta cấp điện, đây là cái quy tắc nghề nghiệp mà, đúng không? Không chạy được đó, rồi xong chưa? Rồi chúng ta coi đây. Thứ nhất là không cấp điện cho máy nén thì các bạn cứ kiểm tra trước coi là ví dụ như biến áp hay gì đó, các bạn kiểm tra xung quanh trước đi đã, rồi chúng ta trước dùng cái là cấp điện hay gì đó, rồi xong rồi chúng ta tìm hiểu cho nên đi là những các bạn học viên mới, cho nên khi mà các bạn muốn gì đó thì bạn phải tìm hiểu trên cái bo để nó ký hiệu như thế nào, không ra sao, rồi chúng ta kiểm tra rồi chúng ta cấp điện. Đây là chỉ một cái máy mono thôi, nhưng mà máy mono mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ làm bên thực tơ, chứ có thầy sẽ hướng dẫn cho bạn làm luôn cái phần thực tơ, đúng không? Khi cần thiết chúng ta sẽ làm luôn phần thực tơ. Rồi đây là một cái máy tủ lạnh mà Hitachi không cấp điện cho máy nén, người ta đem lại thì khi mà đem lại thì khách hàng luôn luôn có cái số điện thoại là 0774666907 và đó tên Đông, rằng Đông tủ lạnh là không cấp điện lắp, đúng không bạn? Đó, không cấp điện lắp đó các bạn, giờ đây rõ ràng nha, cho nên là các bạn thoải mái với vấn đề tương tự ha. Nếu bạn nào có nhu cầu thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng coi ngày đó giờ đó có thể đem cái bo tới cho ông thầy tiến ông sửa cái bo hay không, được chưa? Rồi ok, bạn này kiểm tra tới đâu rồi, nói thầy nghe thử coi bạn đã kiểm tra được cái gì. Cầu diốt không chạm, có cầu diốt không? Cầu diốt nằm đâu? Cầu diốt đâu? Phải không? Chính xác giờ. Rồi cầu diốt không chạm. Rồi biến thế có đứt không? Biến thế có đứt không? Chúng ta kiểm tra sơ bộ một lượt trước khi mà chúng ta muốn cấp điện, đúng không? Như vậy biến áp thì chúng ta kiểm tra ở đâu? Cuộn nào sơ cấp, cái đó kiểm tra gì đúng chưa? Chúng ta có 4 dây đúng không? Có 4 đầu dây, hai đầu dây bên sơ cấp, hai đầu dây thứ cấp, đúng không? Phải kiểm tra đúng không? Nó kiểm tra bị lộn không? Coi. Những học viên mới thì phải hướng dẫn từ từ, cho nên các bạn thấy là khi mà chúng ta dạy cho học trò để biết thì chúng ta phải dạy cho đàng hoàng, đúng không? Thì chúng ta xem các bạn đó làm như thế nào, đúng chưa? Thì ở đây là chúng ta dạy để chúng ta cho học viên thực chiến, tất cả học viên qua đều thực chiến cả đó, đúng không? Chứ không phải là chúng ta dạy một cách là chơi chơi đâu, chúng ta dạy học trò phải thực chiến đó. Rồi xong quá trình kiểm tra chưa, rồi chúng ta sẽ làm như thế nào với nó. Rồi xong chưa, kiểm tra chưa? Bây giờ bạn tìm cái, khi mà bạn kiểm tra xong rồi thì bây giờ bạn phải tìm đường cấp điện, đúng chưa? Bạn phải tìm đường cấp điện. Thế cái bo này tìm ra đường cấp điện ở đâu? Ở khi chúng ta đi học cái bo mạch á thì ông thầy ông dạy cho chúng ta biết các gì nhận dạng cái bo đường cấp điện chỗ nào như nào đó, chắc chắn chứ cấp điện vô. Ok, nếu như em nói em cấp điện được thì em thử cấp điện thử xem, đúng chưa? Liệu rằng bạn này cấp điện thì có bọn tính xa không, thí dụ như vậy, đúng không? Phải không? Thứ hai là trong tài khoản nó còn tiền không, chứ gì đâu, vô đâu lỡ gì đền bò, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cấp điện vô xem, cấp điện thì hiện tượng gì sẽ xảy ra các bạn, hiện ra các bạn. Đây, bạn nào phụ bạn cấp điện vô ha, cái thằng đứng phụ chia đôi tiền á ha. Okay. Mày mở CV đúng không? Mở CV là một nửa tiền á, cái thằng đó. Chia ba hả? Chia ba ai đụng đâu chia ba? Chuẩn nữa. Cấp dây á. Cấp dây hả? Ok rồi chưa? Mở thử xem. Ok, có điện không? Có điện. Vì nó chớp mã lỗi rồi đúng không? Có chớp mã lỗi không? Nhìn xem có chớp mã lỗi không? Mã lỗi gì? Một dạy ngang đúng không? Như vậy thì nếu như các bạn nó có tài liệu không? Mà hỏi thầy cái này có tài liệu không? Cái này thầy có tài liệu thì cho mấy bạn chấm USB á. Nhưng mà để các bạn coi trước để bằng làm thì mở cái tài liệu cho các bạn coi trước ha. Đầu tiên là các bạn vô đây thì em bỏ lên thì đầu cho bạn xem đấy, các bạn về với cách mở ha. Ok. Vậy thì các bạn khi mà các bạn về quê á thì thầy có cho tài liệu cho mấy bạn. Tài liệu nằm đâu? Đây các bạn, đầu tiên là các bạn vô cái tài liệu CD đúng không? Tài liệu CD cái này là thầy chép USB cho mấy bạn nè. Đó. Và vừa quay các bạn mở ra nó có bao gồm đĩa biểu từ là IC mấy lại mấy dạng không? Thì các bạn vô phần tủ lạnh luôn, phần tủ lạnh. Đó. Tủ lạnh đúng không? Tiếng Việt ha. Bấm vô tiếng Việt. Mà vô tủ lạnh thì Hitachi đúng không? Bấm vô Hitachi. Được chưa? Đây là tủ lạnh đấy các bạn. Thấy không? Chứ khoảng 300 lít nè, bấm nhắm vô một cái. Thì nó sẽ có gì? Sơ đồ mạch điện cho mấy bạn. Và nó có luôn cả cái mã lỗi cho nó đúng không? Đây các bạn nhìn xem đúng không? Rồi chớp bao nhiêu? 1 2 3. 1 2 không? 2, 2, 3. Rồi đây, 1 lần và 2 lần đây các bạn. Đây, cảm biến của ngăn mát có vấn đề. Được không? Được chứ?
được chứ? Đấy nè, một lần sáng và hai lần chớp R sensor. À, nếu như nột man á, chữ nột man là bình thường, còn chữ AB nột man tức là bất thường, tức là cảm biến đâu không có biến này dạy. Ok, thì các bạn sẽ hỏi là thầy vậy cái bo này gắn cảm biến ở đâu, thì chúng ta sẽ xem cảm biến nằm đâu. Hiểu à, cảm biến nằm đâu và chúng ta sẽ có cái sơ đồ của nó, đúng không? Chúng ta xem sơ đồ nằm đâu ha. Ok, chờ xíu ha, và sơ đồ nằm đâu, và kéo qua đây, sơ đồ đây sơ đồ đây. Như vậy thì em thấy là cái đắt này là đắt CN 2.1 phải không? Và các bạn coi CN 2.1 nằm đâu? CN 2.1 nằm đâu? Rồi, đúng chưa? Rồi, vì vậy là nếu như CN 2.1 mà gạch 1, tức là chân số 1, CN 2.1 gạch 2, tức là chân số 2, nhìn có phải không? Đó, như vậy cái đắt ở đâu chân số 1? Ở chân số 2? Chân nào chân số 1, chân nào chân số 2? Cái ngàm bao nhiêu người chúng ta bắt đầu điểm từ đâu qua? Cái ngàm nằm đâu? Cái ngàm nằm đâu? Quay cái ngàm cho chúng ta. Rồi ok. Phải không? Rồi chi số 1 nằm đâu? Đúng không? Như vậy là chi số 1 CN, CN 201 chi số 1. Đúng không? Là R sensor. N 201 gạch 4 là D sensor. Và 2N gạch 5 là TC sensor. Vì là ba con cảm biến này tượng trưng nè. TC sensor là cảm biến nhiệt độ môi trường nè. D sensor là cảm biến ngăn đông. Và R sensor là cảm biến ngăn mát, đúng không? Và cái chân này là CN 22 là chân gì? Chân xuống xuống mát hay gì đó, đúng không? Rồi ok, vì bạn phải đấu cho thầy ba con cảm biến. Nhưng mà các bạn hỏi là vì có cảm biến này bao nhiêu ký, phải không? Vì các bạn biết là bao nhiêu ký thì lúc đó bạn coi các tài liệu, bạn sẽ kéo nó tới đây, kéo qua đây. Ở đây người ta sẽ để cho chúng ta số ký. Ok, F sensor như vậy thường thường ở nhiệt độ môi trường chúng ta là khoảng bao nhiêu độ C? Nhiệt độ môi trường chúng ta đang sống khoảng nhiêu độ C? 80 độ C đúng không? 80 độ C là nãy giờ mình thành heo hết rồi. Hả? Khoảng 30 độ C đúng không? 30 độ C đây nó 1 ký 59 đúng không? Đấy, 30 độ C kéo từ đây xuống 30 độ C. Còn nếu tủ lạnh đang âm 25 độ C độ nhiêu? Là 25 ký nào, thấy không? Thì nó cho mình khoảng cộng, khoảng cộng mà so qua, đúng không? Như ví dụ như là con D, con TC, con gì, con D, con gì, D sensor đúng không? R sensor, đây R sensor. R sensor là bao nhiêu ký? Ở nhiệt độ bao nhiêu? 30 thì là 1 ký 6 không? Ký 6. Thấy chưa? Thấy rõ không? Thì nó cho mình mã thông số không? Nếu như mà rơi vô hai cái ngưỡng này gọi là ngưỡng bất thường à, đúng không? Cảm biến mà ví dụ như con TC sensor mà cảm biến mà nó lên tới nhiêu 105 độ C là bất thường. Nó làm gì nhiệt độ môi trường ở ngoài mà âm 20 độ C? Rồi mình đâu phải là bất cực đâu. Âm 20 độ C tức là môi trường mà đã bình thường đó, hoặc là đúng âm 20 độ C là bất thường, cho nên nó gọi là gì bất thường. Dạ này đã đưa ra mã lỗi, thấy không? Display error code nè các bạn. Thấy chưa? Dạ, phần thứ hai đó là gì? Nhiệt độ quá nóng. Đấy bạn, 62 độ C. Nó số 2.32 kg. Tức là nhiệt độ môi trường có bao giờ nóng 62 độ C đâu, cho nên là nó rơi vô hai cái ngưỡng trên ngưỡng dưới là nhiệt độ bất thường. Còn trong cái ngưỡng này là nó còn nhận được cảm biến các bạn không? Như vậy thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta muốn gắn con cảm biến cho đối với tủ lạnh Hitachi, chỉ cần mở tài liệu lên thì chúng ta sẽ xem. Như vậy thì chúng ta sẽ giả cảm biến bằng cách nào các bạn? Chúng ta sẽ lấy điện trở rồi gắn, đúng không? Thì thầy có gắn sẵn cho bạn nè. Đó, chứ đi giả với bạn thì gắn sẵn đây. Vậy thì chúng ta sẽ gắn cái đây các bạn, nhìn cho kỹ nha. Đây các bạn, đây là cái bộ mà chúng ta làm để chúng ta test thôi, chứ không phải gì gọi là quan trọng. Vậy thì chúng ta sẽ gắn cái đâu không? Gắn đây. Cái dây này đã ăn cắp bên cái máy, cái body kinh đó. À, body kinh này chúng ta cắt cái sợi dây nó bị hư, đó. Chúng ta cắt lấy cái đầu dây nó gắn vô. Là thiếu dây đúng không? Những gì ngăn đây? Chúng tôi từ thầy sẽ hướng dẫn cái này ha. Rồi ok. Rồi tiếp nè. Đây có thể số 1 không? Đây xin số 1 đúng không? Rồi chúng ta kéo qua đây. Đây chúng ta là chúng ta học rồi, chúng ta làm chúng ta có 7 bản rồi qua. Đây số 1. Số 1. Như vậy chúng ta có 3 con cảm biến là con nào có số ký khác. Chúng ta xem nha, 3 con cảm biến con nào có số ký khác. Đầu tiên bạn xem 3 con cảm biến con nào số ký khác. Đầu tiên ba con số ký bằng nhau không? Ở nhiệt độ 30 độ C. 30 độ C, 1 ký 59. 30 độ C, 1 ký 6. Rồi chị xem rồi đúng không? Rồi 30 độ C, ký 61. Và một con nữa là 30 độ C. Bao C con TC thì là 7 ký 97. Và cái con này thì nó không quan trọng mấy. Vậy là cũng thấy là 1 ký mấy và ký mấy đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 3 con 1 ký mấy đều nhau nè. Đây, 3 con 1 ký mấy đều nhau chúng ta sẽ gắn. Vậy thì chúng ta sẽ gắn như thế nào và chúng ta cho thầy mượn cái tập với bạn đi, các bạn nào cũng tặng thay tờ giấy không thì dễ là cái sơ đồ nghe. Giấy miếng gam da bốn nhóm chân đó. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ thử xem nha. Đây chúng ta sẽ dễ rồi. Nó dễ lắm. Nó đơn giản các bạn. Đây cái đắt. Đây cái đắt. Thì chúng ta có sao các bạn? 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
chăn thấy mẹ luôn. Rồi ok, giờ các bạn xem nha, bạn xem đó. Như vậy thì chúng ta sẽ dựa theo cái sơ đồ này các bạn. Đấy, dựa theo sơ đồ này là sơ đồ này nó hơi ngược chút đó, bạn vẫn cứ nhìn cho bằng được nha. Đây nè, đây là chỉ số 1, là đây cái ngàm nằm đâu, ngàm nằm đây đúng không? Đây số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, 8, 9, ok chưa? À, số 1 các bạn nhìn số 1 nè, số 1. Số 1 dưới là số 2 là cái con cảm biến gì? Error sensor phải không? Đây, đây số 2 nè. Đây số 1, như vậy cái này chúng ta phải gắn con cảm biến một con không? Rồi. Số 2 với số 4 là một con, vậy số 3 bỏ nè. Số 2, số 4 một con không? Hả? Rồi. Rồi số 5. À, số 5 một con. Rồi phải ba con vậy không các bạn? Đây chúng ta phải đấu gì không? Đây bạn nhìn có phải không? Ba con. Bạn nhìn có phải không? Một con nè, một con. Cái này cái công tắc nó gạt, chút nữa thầy sẽ nói gì công tắc gạt này ha. Ba con. Chỗ cầm coi là đây là một con đi ha. Đây là một con nè. Là ba con. Đây, vô chân số 1. Vô chân số 1 là một con nè. Số 2 là di chung nè, bạn nhìn coi số 2 cái di chung không? Đây số 2 nè. Số 2 di chung nè, bạn nhìn có phải di chung không nè? Di chung nè. Di chung. Phải không? Dạ số 4 nè. Số 4 nè. Số 4 nè. Số 5 nè. Thấy chưa? Rồi, vậy là chúng ta đấu đủ ha. Cái này chút nữa thầy sẽ giải thích cái này ha. Tụi bây giờ phân giải thích này. Hôm nay là chúng ta hướng dẫn cho các bạn là cách nói là không đau, không gì, không đóng lóc đúng không? Đúng không? Bây giờ cái việc đầu tiên mà bạn muốn thử được đóng lóc không đóng lóc, tôi không cần biết, nhưng mà bạn thỏa mãn điều kiện cảm biến cho nó đã. Bạn không thỏa mãn cái điều kiện cảm biến cho nó thì nó không giật lóc, mở lên chớp nó có lỗi luôn, là đóng lóc gì nữa. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta muốn nó đóng lóc, bây giờ chúng ta thử, bây giờ chúng ta còn một cái gì nữa, 8 9 10 đúng không? À, 7 8 9 thôi, 7 8 9. Như vậy 7 8 9 các bạn xem nè. 7 nè, 7 nè. 7 nè, đây có phải là 7 không? 7 là gì đây? 7 là chuyện gì? Chuyện biến trở. 8 nè. 8 và 9 nè. Như vậy thì sẽ bắt đây con điện trở. Đây con điện trở, ở chính giữa đi vô, coi có phải đúng gì không các bạn. Đây. Đây 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 đây. Đúng không? Chuyện này chúng ta cắm ở ngoài bìa nè. Cắm ngoài bìa nó còn có chuyện. Đó nhìn có phải không? Khi chúng ta cắm đúng thì nó sẽ bắt đầu nó chạy. Rồi chào mấy bạn có xem like, chia sẻ kênh ủng hộ thầy nha. Thầy dạy bạn có đấu đồng các bạn, các bạn like chia sẻ thầy đi ha. Rồi bạn nào muốn học cộng nhu cầu thì có thể liên hệ thầy theo số điện thoại là 0907716705. Zalo của thầy là 0931157788 để chia sẻ cho bạn coi trước nè. Đây thầy chia sẻ cái sơ đồ cho mấy bạn cái tài liệu này trước đi, rồi bạn coi trước ha. Rồi bạn nào chỉ cần lấy điện thoại quét mã cái là xong. Nó không chém giống như là quét mã bị cung băng vậy đó. Thử quét lên cái 30 triệu coi. Quét cái tâm. Ok ok. Ủa mày quét vô cái đống 30 triệu là nè quyền đống 30 triệu nè. Ừ, mắc điện thoại đó. Cái gì cũng chậm á, mà nó ăn cắp sơ đồ này nhanh du lịch đó, cho nên học trò ở đây tất cả đều có gì? Tài liệu sơ đồ mặc gì hết trơn, đầy đủ hết trơn, không thiếu cái gì, chỉ thiếu tiền thôi, đúng chưa các bạn? Bạn còn nhiều câu có nhu cầu nghề có thể liên hệ với thầy, thầy số điện thoại 0907716705, Zalo có đây là 0931157788 nha các bạn nha. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nha. Ok, bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ thầy theo số điện thoại đó. Chụp nữa lấy cái này mấy giây, cái này ngon hơn nè. Đúng không? Dạ. 2 mấy giây? 9 giây được rồi. 4 6 9 giây. Hay ngon. Chúng ta chưa chơi mà chơi mày được. Chơi mày được. Còn bọn vô này chứ hồi nó có quyền chơi. Đó ghê lắm. Mà phải để ý nha bọn. Tiền bạc ha, quần áo rồi nó không bao giờ lấy chim bông, lấy mấy quần nhỏ mấy bạn đem chơi biết làm gì biết. Anh em có mất không? Ok ok, xong chưa? Được chưa? Xong chưa? Rồi như vậy thì thầy đã làm xong cái này luôn cho mấy bạn này. Đây, ok. Như vậy khi bạn cắm cái này thì nó sẽ không còn mã lỗi nữa. Đúng chưa? Rồi chúng ta mở nguồn thử xem không mã lỗi ha. Trước khi mà không có mã lỗi nữa, không mã lỗi nữa, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Nghiến như trong tài liệu á. Trong tài liệu các bạn. Nếu như trong tài liệu thì các bạn phải nhìn cho kỹ, đây là sơ đồ của các bạn, đây sơ đồ của các bạn nhìn thấy kỹ nè. À, cái này là cái tài liệu người ta cho, nhưng các bạn nhìn kỹ cái thời gian mà để đóng á, khi mà bạn mở nguồn power supply on thì bạn phải chờ thời gian 10 phút, tập thời gian này nữa khoảng 17 phút thì lúc đó compression nó mới on, tức là cái bộ này mà chúng ta muốn cho lốc nó chạy thì phải đợi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nha. Rồi, thôi thì mình cái nào. Bây
cái đồng hồ bấm giờ. Rồi bấm giờ. Rồi. Ok, cái gì thứ hai nữa? Bây giờ bạn phải gắn được cái lốc và cái sao băng vô đây chứ được. Đúng chưa? Phải học rồi. Chứ vậy được theo sơ đồ. Đây. Bạn nhìn đi. Coi cái nào gắn điện cho máy nén. Và cái nào gắn điện cho loa, chúng ta mới thử được. Khi mà chúng ta dạy cho học trò á, là chúng ta phải dạy cho nó thực chiến. Khi mà nó thực chiến được rồi á, thì sau này nó về quê nó mới làm được. Đó là điều tất nhiên. Còn nếu như mà chúng ta dạy học trò mà chúng ta không cho nó làm, các bạn dạy nó biết sơn không á, thì về quê nó không làm được. Đó là thực tế, cho nên các bạn khỏi cãi. Tôi dạy là dạy đàng hoàng. Về quê là làm được. Đúng không? Tài liệu thì có sẵn, sơ đồ cũng có sẵn, cái gì cũng có sẵn. Chỉ có cái là những cái bạn mới làm chưa quen mà thôi. Còn nếu như mà trình độ kiến thức của nó ngang với thợ số 5 năm là chuyện bình thường trong nước ngoài, trong những cái video clip thợ ở đây tôi dạy ra là chỉ về quê là thợ ngang bằng cái thợ số 5 năm. 5 năm về mặt kệ kiến thức. Có thể ban đầu nó thua với bạn về cái thao tác đó, như là mở máy bắt ốc này kia, nó phải thua bạn. Nhưng mà kiến thức nó không hề thua bạn. Rồi như vậy bạn thấy coi được chưa? Bạn coi được không? Đây, đây là cái delay. Đúng không? Đóng điện cho cái gì? Đóng điện cho máy nén. Đây là cái delay đóng điện cho pháo băng. Đúng chưa bạn? Đó. Bạn phải tìm hiểu được. Rồi các bạn thử xem. Ờ, chào mấy bạn mới vô sân bay nha. Ok. À, chào bạn Công Viên và ông Nguyễn Nhàn, bạn Quyền chúc ok. À, chào mấy bạn mới vô sân bay, cho bạn có thể like chia sẻ kênh ủng hộ thầy nha các bạn nha. Ok. Bên YouTube chuyển nha. Số 7. Rồi xin chào. Đây trên này chân dung, trên này chân chung. Trên này chân chung, có phải là chân như hay gọi chính là chung không? Đúng không? Vậy lấy cái dây chung của bóng đèn gắn vô cho nó ghế đi. Lấy cái dung đèn gắn vô. Bạn đét bo mới đâu bạn? Bạn đét bo mới đâu đấy, bạn đét bo mới cho bạn đi, cái đó chút nữa sửa lại ha. Nhanh 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 nhanh, tóc hàng giùm thầy cái đang bơi lại. À, càng nhanh càng tốt, thôi đừng có được cái cơ kéo thiện thì ra. Mang bóng đèn ha. Dạ, xài liền. Rồi chúng ta chờ xíu, bạn nó gắn bóng đèn vô cái bàn tiếp còn các bạn. Chờ xíu nha các bạn. Bàn tiếp còn này bị lít gì chung. Chờ xíu nha. Chờ thời gian 30 giây. Tổng. Kiếm cái chân gắn luôn. Bạn cái đó nó làm đúng chưa? Nó xong hết chưa? Thử rồi, nó thử rồi. Thử hết chưa? Thì như trong như nào? Trong hả? Rồi tính rồi. Mấy cái bóng như này à. Đúng là đúng điện chưa? Đúng vậy à? Đúng rồi, mấy bóng trên là đúng rồi. Phải không? Chuẩn bị của thầy qua. Ngon là. Rồi rồi các bạn nhanh nhanh giùm này đi nha. Là như ngủ nhà ở chúng này. Sơn con cái kẹp nó không? Cái đèo không có. Cái nào cái xà thủ cái nào với dây chung, dây chung đó. Dây chung đúng không? Dây chung là dây trắng hay dây giả? Cả cua dây trắng. Xà thủ có dây trắng hay nguồn đấy? Trắng. Hai dây trắng thì xà thủ đó. Hai dây xà thủ liên quan. Bỏ vào bên. Rồi hai bóng đèn vô. Cái nào có băng? Đây, viên màu đen vô gì? Viên màu đen vô gì? Chân số 9. Phải không? Số 9. Rồi, cái máy nén này vô số 7. Cái pháo băng này vô số 5. Đây, máy nén này vô số 7. À, pháo băng này vô số 5. Rồi, các bạn tập quen. À, thầy sẽ dìu dắt cho những bạn đi những bước đi đầu tiên. À, những cái bạn số 1 mạch, những bước đi đầu tiên. Thì khi mà sau này các bạn phát huy được những bước đi này, còn cứ viên phát huy đi. Rồi, chắc chắn chứ. Thiệt không? Có đúng không? Rồi đúng rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn ha. Mở nguồn chúng ta phải chờ bao nhiêu? Chờ 10 phút đúng không? Trong thời gian 10 phút thì sẽ hướng dẫn các bạn cái khác nữa ha. Rồi cắt nguồn vô. Rồi chúng ta sẽ thử xem. Và đó làm đúng hay sai. Mới. Rồi chúng ta thử xem nhé. Rồi chờ mấy phút và nó gắn vô. Vậy khi mà bạn đó mở điện lên thì chúng ta thấy là trước mắt thì nó sẽ không có, nó không chớp tắt chúng mình nữa không? Hai con điện trở, cái này là hai con, này, cái nào một con, là hai con. Cái này là hai con.
cái này một con, cái này hai con, ba. Rồi ok, mở nguồn. Rồi chúng ta mở nguồn. Thì khi bạn gắn đúng cảm biến, khi bạn gắn đúng cảm biến thì bạn mở nguồn thì nó sẽ không chấp tắt. Bấm giờ, bấm giờ, một, rồi bấm giờ, rồi chưa? Nó sẽ không chấp tắt nữa. Tuy nhiên bạn phải đợi 10 phút. Vậy hả? Rồi ok. Như vậy chúng ta sẽ đợi khoảng 10 phút thì nó bắt đầu nó mới cho chạy đúng không? Chúng ta để đây cho mấy bạn ông nội ngoại thấy ha. Thì mấy nội ngoại cũng thấy mấy ông nội ngoại đắc mắc. À có điện rồi ha, cái này là có điện, chắc chắn có điện rồi nè đúng không? Có thể đo không? Có thể đo không? Đo khéo rồi, phải đo khéo nha, đừng để hai máy chặt nha. Phải đo khéo ha. À bạn nói nghe, bạn nói hỏi là không biết có điện không, bạn đo thử xem ha, đo thử xem. À để đèn AC, để thang AC nha. Ừ. Rồi ok có điện ha. Rồi chúng ta chờ khoảng 10 phút ha. 10 phút. Như vậy đây là một cái, như vậy đây là một cái chúng ta cần thắc mắc này bạn. Có một cái thắc mắc. Nếu như mà thợ mà sửa máy á mà cứ hấp tấp á là không bao giờ bọn này chạy. Là cứ nghĩ là đóng điện xong khoảng 5 phút không thấy nó chạy là nó bắt đầu có rút điện ra, bắt đầu coi lại xong mà cắm điện vô có 5 phút rút điện ra coi lại coi không dễ chạy được, tại 10 phút nó mới chạy mà. 10 phút nó mới chạy. Đúng vậy không? Như vậy thì có cái cách nào cho nó chạy liền không? Có cách nào cho nó chạy liền không? Cái này là cái câu hỏi đặt ra các bạn, có cách nào cho nó chạy liền không nè? Tại khi mà chúng ta làm xong chúng ta vệ sinh xong cái tủ, ví dụ như cái nhà chúng ta có cái tủ đúng không? Chúng ta vệ sinh xong hết, xong xuôi hết rồi bây giờ cũng cấm điện vô phải chờ 10 phút không được, lâu quá, bây giờ muốn cho nó chạy liền phải làm sao? Như vậy thì cái tài liệu này nó có cái cách hướng dẫn chúng ta là kéo tới. Đây, chúng ta thử xem. Đây, kiểm tra sự vận hành của máy nén và mạch sạc tiết. Tuy nhiên các bạn đọc cái này các bạn phải hiểu nha. Rút kích cắm ra. Khi cảm biến D sensor đã đạt được độ lạnh sau khoảng 10 phút. Phải không? Cắm điện. Thì các bạn sẽ ngắn mạch chân 1 và chân 5 1 giây. Sau 15 giây máy nén sẽ hoạt động. Tức là không phải chờ 15 phút, không phải chờ 10 phút. Rút kích cắm điện. Đúng không? Khi cảm biến D, tức là cảm biến ngăn phát băng, đúng không? Đạt độ lạnh sau khoảng 10 phút. Phải không? Sau khoảng 10 phút. Cấm kích cắm trở lại. Ngắn mạch chân 1 và chân 5 thì máy nén sẽ hoạt động trở lại. Đúng không các bạn? Đúng không? Như vậy chân 1, chân 5 chỗ nào? Đây, chân 1, chân 5. Một chân kích vô chân 1. Một chân kích vô chân 5, thử xem. Để thang gì? Để thang đó mặt. Cẩn thận nha. 1, 2, 4, 5. Rồi. Chân 1 và chân 5. Bạn tổng vô. Được chưa? Đó. Đây là cái cách mà test. Rất nhanh. Không cần phải để 15 phút. Vậy chúng ta thấy là nếu như chúng ta hiểu thì quá trình vận hành chúng ta làm nhanh không? Chúng ta có thể làm ngay cho người ta đóng lốc để chạy luôn. Bây giờ cái thứ hai là bạn kiểm tra coi, người ta nói là có một trường hợp người ta nói là không phải là không chạy máy nén mà là nó không phá băng. Vì nó không phá băng thì chúng ta phải gì, phải test mạch phá băng. Nếu ngắn mạch trong 4 giây máy nén sẽ dừng và sạc tiết hoạt động đó. Nếu ngắn mạch trong 4 giây tức là bạn để và chặt cho bạn để hơi lâu thì nó sẽ dừng. Nhưng mà trước tiên là bạn phải cho ngăn đông nó đủ độ lạnh, tức là cái ngăn đông nó phải đủ độ lạnh mới phá băng, chứ cái ngăn đông mà nó không có đá sao nó phá băng, đúng không? Như vậy thì cái chỗ này chúng ta cần phải lưu ý nè. Như vậy cái ngăn đông mà đạt được độ lạnh thì giới hạn maximum của nó là khoảng bao nhiêu ký, chúng ta sẽ xem là cái tài liệu chút xíu. Cái này cái tài liệu của này là bao nhiêu ký rồi, 20 ký đúng không? Cho nên là thầy sẽ ghé hai cục điện trở này sẽ gắn này đó các bạn. Đây là đang ở bên đây là một con là 15 ký đó. Nhưng mà hai con ở đây là 20 ký, nó gạt qua đây vì là cái độ lạnh và đã đông đá gạt qua được chưa, gạt qua ha, chơi chưa được. Dạ cái này cái công tắc này có 3 chân nữa nè, đủ nó 2 chân. Đây nó gạt qua, đây là một con nữa các bạn, một con nè,
đúng chưa? Lên hai con đó, ok chưa? Rồi như vậy bạn ngắn mặt trong 4 giây, 4 giây, 4 giây, 1, 2, 3, 4. Rồi có bằng nó chạy, thay đổi chưa? Nếu như bạn hiểu được cách vận hành này thì bạn mới kiểm tra được cái bo của người ta. Đấy là, đây là biết cách để kiểm tra bo đó, chứ chưa có sửa đâu. Thì nếu như mà bạn không hiểu được cái này thì bạn không khống chế được cái bo, và bạn không khống chế được cái bo thì đừng có mong sửa, tại vì biết nó chạy như thế nào đâu mà sửa. Cho nên là hiểu được vấn đề cái bài học hôm nay, bài học hôm nay là gì? Bạn hiểu được cách vận hành và cách đọc tài liệu để hiểu gì nó, thì bạn hiểu được nó. Như vậy thì nếu như cái mạch nó đang vận hành vậy tốt như vậy rồi đó, thì cái gì là hư rồi? Cái gì là hư? Cảm biến của người ta hư, cảm biến đó. Nhưng nếu như bạn biết cách kiểm tra vậy, bạn chắc chắn là không hư, bạn có quyền ăn tiền kiểm tra 50.000. Tại vì bạn chắc chắn là bo không hư, cảm biến hư. Thí dụ vậy là chúng ta ăn được tiền kiểm tra, đó là tiền gì? Tiền chúng ta đi học. Chứ còn bây giờ mà bạn không biết kỹ cách kiểm tra làm sao? Còn nếu như chúng ta bình thường mà chúng ta muốn cho nó nói gì, rồi bạn gì, bạn gạt qua đây rồi, tức là cái này nó đang ở 20 kg đúng không, là cái ngăn lạnh nó lạnh nó phá băng đúng không, khi bạn về 10 kg đúng không thì nó tự động tắt đèn phá băng, tức là ngăn lạnh sao bạn hết lạnh rồi, hết lạnh rồi thì nó sẽ tắt cái đèn phá băng đi, và nó chờ 10 phút sau nó mới đóng điện cho máy nén. Chúng ta hiểu cái vấn đề được chứ bạn? Vậy chúng ta sẽ vẽ cái đồ đồ ra ha. Ok, mình vẽ ra cái này, thực chất là vẽ nó đơn giản hơn. Như vậy thì đây là cái hành trình của nó, hành trình của nó ban đầu khi mà chúng ta muốn cho nó chạy á, muốn cho nó chạy thì chúng ta sẽ ngắn mạch 1 và 5 trong vòng á bao nhiêu, 1 giây, người ta có ghi 1 giây, 1 giây phải không, rồi là cho máy nén chạy đúng chưa? Máy nén chạy thì con cảm biến nó đang là, ví dụ nó đang là 1,5 kg đúng không, thì con cảm biến gia đình nó tăng lên là 20 kg phải không? Lúc này bạn kích phá băng, kích phá băng, để kích phá băng, kích phá băng thì bao nhiêu, bao nhiêu giây? 4 giây, 4 giây đúng không? 4 giây, khi 4 giây thì kích phá băng 4 giây, nhưng mà điện trở từ 20 kg thì nó hạ xuống còn lại gì, là gì bạn? Đây 1.5 đúng không, thì bạn kích 1 giây nữa vào thì máy nén bắt đầu sẽ chạy lên tiếp, đó là gọi là hành trình của nó. Còn không bạn phải chờ. Chúng ta hiểu được cái vấn đề mà đó các bạn, nếu như các bạn để gì bật chờ là phải 10 phút nó mới chạy nghe em. Cho nên đây là những cái bài học về đồng, những bài học về đồng hoặc ngoại khóa, ngoại khóa, ngoại khóa là cái gì? Ngoại khóa là học bên nhà ngoại, cái khóa học gọi là ngoại khóa. Học bên nhà ngoại đó, ok chưa? Được chưa? Có bạn nào thắc mắc về cái có hiểu về các hành trình không? Có bạn nào có thắc mắc về các hành trình, các bạn có thể hỏi thầy hướng dẫn lại cho. Còn bạn nào muốn có tự tay về muốn kích thử thì các bạn có thể kích thử đúng không? Đó. Bạn nào muốn kích thử không? Kích thử thì có thể lên kích thử, nhưng mà bạn phải hiểu cách vận hành. Khi nào bạn kích phá băng? Bạn muốn kích phá băng thì giá trị điện trở của con cảm biến ngăn đông phải đạt một giá trị đủ độ lạnh. Đúng không? Phải đạt 20 kg thì bạn kích phá băng mới được. Chứ bạn để 1,5 kg bằng kích nó không có chạy, nó không có băng được, tại nó là cái ngăn đông của đâu 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 có đá đâu mà bị phá. Người ta hiểu vấn đề không các bạn? Hiểu không? À, bạn nào làm thử không? Bạn nào làm thử cái gì lên làm ha. Nhưng mà nó đền bo rồi, nó nhận bo nó đền rồi không sao, các bạn cứ kích thoải mái. Ok chưa? Bo này bán mới. Không phải mới đâu. Bo lướt 900 hay 800 gì đó. Cho nên là yên tâm, giá luôn nó rẻ. Đúng không? Bạn nào cứ thử không? Đó, ok chưa? Vậy các bạn nào chưa hiểu thì các bạn có thể hỏi ha. Hỏi thầy hướng dẫn cho. Thầy cái luôn à? Cái lông cái lông. Không biết thầy đâu biết đâu. Đây là cái gì đâu? Đến chân chứ. Ok, chân số 5. Chân 1 năm. Bạn bạn làm cái gì? Bây giờ bạn muốn làm gì cho máy nén chạy đúng không? Cho máy nén chạy. Ừ, kích vô. Đó, đây là máy nén chạy. Đúng chưa bạn? Máy nén chạy. Tại sao nó chờ tới 10 phút lượng mà nó không cho chạy liền? Khi mà tắt rồi mở lại không cho chạy liền, tại vì khi mà cái lốc nó chạy lên đúng không? Nó chạy lên là ga nó đang bơm lên đúng không? Ga đang bơm lên, tắt máy mà mở lại mà chạy lên liền là có nghĩa là lốc cái gì hư? Lốc nó hư. Cho nên nó phải chờ cho ga hồi về hết xong, nhớt nhau về hết xong rồi bắt đầu mới cho chạy lại. Đây là đúng quy luật của tủ lạnh đúng chưa?
cho nên là các bạn kia nó chạy liền không bao giờ có, mà thợ sửa vo hoặc thợ mà sửa cơ thì thấy nó không chạy thì quýu đít, bắt đầu sao các bạn má khách nó đứng cái bên ngoài mà quýu đít, bắt đầu đem bo đi chạy đi sửa là không đúng, không có đúng. Mọi người hiểu vấn đề như này không ạ? Cho nên là khách nói khách hàng cứ yên tâm, uống hết ly cà phê đi em về trước nha, làm chống luôn. Hiểu cái này không? Rồi bây giờ nó đang chạy máy nén rồi đúng không? Bây giờ bạn muốn phát băng đúng không? Bạn phải chỉnh gì gạt qua cái gạt hai nấc cái nữa. Rồi cái gì nó về 20 kg đúng không? Cái đã đủ độ lạnh chưa? Đủ độ lạnh ha. Bây giờ kích phát băng mới được. Kích thử xem 4 giây. Nếu 1 2 3 4 là được không? 1 2 3 4. Đó, được chưa các bạn? Cho hiểu vấn đề không? Hiểu hành trình không? Hiểu hành trình, ứng dụng hành trình này sửa cho mọi loại bo, kể cả bo inverter nó đều có cái đúng này các bạn. Đều có cái chất CN201 này. CN201 này bo inverter cũng có, bo mono cũng có. Cho nên là các bạn sẽ ứng dụng cái này để các bạn sửa cho mọi loại bo phi để chi. Về cái cách mà test phá băng và sửa băng, được hiểu rồi chứ? Nó tất cả đều giống nhau. Nó đều có chuyên một chuyên năm cả. Và cái cách test kích y chang nha. Rồi cho nên các bạn khi mà các bạn gặp bo Hitachi thì các bạn dùng phương án này để là các bạn thử nó ha. Được chứ? Các bạn nào thắc mắc gì các bạn có thể hỏi thầy hướng dẫn luôn. Vậy cái cách làm cảm biến thì thầy không phải hướng dẫn đâu, đây cảm biến nó đơn giản. Con điện trở chỉ cần gắn điện trở vô cái chân đắt là cắm vô là được. Được không? Vâng. Các bạn nào muốn thử thì cứ lên thử ha. Chúng ta video thì chúng ta tương đối là nó khá xúc tích, nó ngắn gọn dễ hiểu. Đó. Vâng. Lên thử đi, bạn nào lên thử đi thoải mái. Thằng quỷ này bỏ chạy mà. Làm đi. Nào bỏ chạy. Rồi bây giờ nó đang phá băng hay nó đang chạy máy nén? Phá băng. Bây giờ muốn cho nó chạy máy nén thì phải làm sao? Sợ băng. Cái con cảm biến ngăn đông cái đầu nó. Mày để nó làm đi. Đó, nó đền bo mà. Nó đụng vô rồi. Nè, nhanh lên tại nó hay nấc lên, gạt cho nó hay nấc luôn. Đúng rồi, ok, rồi chưa? Rồi. Đấy không? Em thấy rõ ràng khi mà ngăn đông hết lạnh là nó tắt cái đèn phá băng liền, thấy chưa? Hiểu cái này không? Hiểu. Khi mà em gạt qua là cái ngăn đông nó hết đá rồi nên phải tắt đèn liền chứ, nó còn đèn nữa là có quả quản à. Phải không? Rồi bây giờ muốn cho nó chạy máy nén thì nó phải chờ nhiêu, chờ 10 phút à. Bây giờ là cho máy nén chạy luôn, nó kích cho nó chạy luôn, chúng ta kích chừng nào? Như 1 năm trong giờ ra mấy giây? Trong vòng 10 tiếng. Đừng có chạp nha. Rồi, ok chưa? Nhanh không? Khi mà chúng ta hiểu được quy tắc thì chúng ta sửa máy rất nhanh chứ ai đâu mà chờ 10 phút đâu. Mà 10 phút nó lâu lắm không? Được chưa? Bây giờ muốn cho phá băng thì làm sao? Đây, thì phải làm sao vậy? Cái ngăn đông phải đủ độ lạnh đã. Ngăn đông đủ độ lạnh đã. Rồi gì? Rồi mới kích gì? 1 năm 4 giây mà các bạn. Rồi bây giờ mình cho nó lạnh đi. Rồi ok, bạn nào cũng muốn làm giống vậy này thì làm mấy mốt về quê sửa luôn. Về quê có cái để làm luôn. Ở dưới có bán cái rắc đa năng, nó xuống chiều cô bán cái rắc đa năng. Làm sẵn mốt về quê mình có cái để mình làm, mình nhảy luôn. 4 giây. Thích ăn không? Sợ không ăn á? Sợ không ăn đâu? Sợ qua trên kia đó, gà tỉ chưa, gà công tắc chưa? Gà công tắc qua chưa? Gà công tắc qua? Qua số ký lớn nhất chưa? Đây thầy coi, đây là hang điện trở này, gà qua rồi, nó gà qua rồi nè. Dạ. Trong sao là cô chứ còn. Rồi vậy là không được đâu. Không được. Có đồng hồ. Coi lại coi lại. Còn có đồng hồ còn. Không, đồng hồ đâu có gì đâu, không còn. Mặt là cắm thẳng cái này cho năm luôn đi. Cái này là máy nén đang chạy phải không? Là... Cái này máy nén đang chạy, em muốn phá băng đúng không? Em muốn phá băng thì cái số ký điện trở nó phải lớn nhất. Đúng chưa? Đây nè, đây là bên đây hai con điện trở đây, đúng rồi nè, đúng chưa? Đây gặp mấy lần. Đúng rồi nè, đây nè. Rồi phá băng đi ha, phá băng đi. Rồi. Kích vô 1 giây à. Nó không ăn á bạn, nó rung á. Rung nó nhấp á. Rồi chưa bạn? Rồi đơn giản hay khó khăn? Bạn nào có thấy khó khăn không? Rồi, em lên làm thử không? Có làm thử không? Lên làm thử làm đi ha. Lên làm thử đi rồi chúng ta sẽ kết thúc video các bạn ha. Như vậy thì chúng ta kêu khách hàng về gì? Thay cảm biến ha. Thay cảm biến. Ok. Mời chung chưa? Xong chưa? Hôm nay chúng ta kết thúc rồi nha. Rồi ok. Rồi ok, chúng ta kết thúc video. Cảm ơn các bạn nha. Okay.